Nè cô Phương à, thật ra hôm nay là do nể mặt của Lục Đại An thôi đó, nên giờ cô bảo lãnh bà Phương về đi. Về nhớ phải dạy dỗ bà ấy, tôi đường đường là một cục trưởng cục cảnh sát, không phải tùy tiện muốn chửi là chửi đâu. Hả? Bách tính tới đây để nói lý, cũng không phải là muốn bắt đầu đâu. Nè cô. À cục trưởng Kim, ông nổi nóng với một cô gái làm cái gì chứ? Nói ông vài câu coi như ông nghe hát là được rồi. Làm thủ tục đi. Nè cô Phương, ký tên lên trên đây đi. Xong rồi, đi đón người đi. Vậy cục trưởng Kim, chúng tôi đi trước đây. À, anh nè, cậu Lục à, còn chuyện thằng bé đó, không phải tôi không chịu giúp cậu. À, cục trưởng Kim, tôi hiểu ý ông muốn nói rồi. Đó là chuyện ở tôi giới của kẻ địch. Tôi biết ông cũng lực bất tòng tâm, nhưng mà chúng ta đều là người một nước, đúng ra nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Đúng là nên như vậy. Được rồi, cục trưởng Kim, chúng tôi đi trước đây. Được. Cục cảnh sát thành phố Bắc Bình. Chị Hân, bảo lãnh mẹ tốn bao nhiêu vậy? Mẹ đừng quan tâm mà. Sao lại không quan tâm chứ? Bọn họ đúng thì không nói lý lẽ mà. Con cũng như vậy nữa, còn tốn tiền bảo lãnh mẹ. Mẹ cứ thích ở trong đó coi sao. Bụng dạ của mẹ còn tốt lắm, ăn hết cơm chỗ họ cho coi. Mẹ, cuộc đời mẹ chịu nhiều thiệt thòi còn chưa đủ sao? Thì làm sao? Đại An, lần này phải cảm ơn anh. Hơi, khách sáo làm gì chứ, đó là chuyện nên làm mà. Nè, chỗ cục trưởng Kim làm sao kêu ông ấy thả người được vậy? Tôi thấy ông ấy còn rất khách sáo với anh. Tôi có người quen ở quân đội, các quan chức đều nể mặt tôi phần nào, huống hồ là cục trưởng cục cảnh sát. Nhưng mà chuyện của sư huynh tôi thì khó giải quyết lắm. Được rồi, chúng ta đi thôi. À, chị Hai, để em giúp chị. Không cần đâu chú ba. Không sao đâu, để em làm cho. Chú ba ơi, chú nói coi trần chân đi mấy ngày rồi? Một tuần rồi thì phải. Một khoảng thời gian dài vậy rồi, không biết giờ nhất mạch nó ra sao. Chuyện của nhất mạch cũng khiến trần chân khó xử lắm. Con người tên Sato đã lợi dụng ngay chính điểm này, lấy nhất mạch làm lá bài để ép trần chân. Vậy chú nghĩ trần chân có cứu được nhất mạch không? Chuyện này tôi cũng không chắc. Hai người làm ơn, đừng nói chuyện dông dài nữa. Ban đầu tôi đã nhất quyết đưa nhất mạch cho họ dẫn đi, thì đã nghĩ tới chuyện nhất mạch không còn sống được trở về. Đại An à, em có thể giúp anh chuyện này được không? Chuyện gì vậy sư huynh? Đưa Đồng Giác về Thượng Hải với mình. Vậy còn anh? Anh ở lại cứu Nhân Mạch. Anh không đi em cũng không đi đâu. Nếu vậy đưa Đồng Giác đi. Nếu muốn đi thì đi chung thôi. Em thực sự không coi sư huynh này là trưởng bối của em sao? Sư huynh à, đừng có làm khó em như vậy. Một mình anh đi rất mạo hiểm, em trở về làm sao ăn nói với các đồng môn đấy. Em đừng nói với anh chuyện này nữa. Dù sao sáng ngày mai Đông Giác phải giao cho em. Em không đồng ý đâu. Không đồng ý cũng phải làm. Em có hiểu anh đang nói gì không? Nhưng mà sư huynh ạ. Đừng nói nữa có được không? Đại An, sao anh tới đây? Cô Chí Hân, tôi kêu sư huynh đưa Đồng Giác đi, nhưng anh không nghe. Chí Hân à, cô khuyên sư huynh giùm tôi đi. Anh ấy sao vậy? Tối qua anh ấy có nói sẽ một mình đi cứu Nhất Mạch. Đi một mình? Anh ấy nói như vậy thật sao? Anh ấy nói như vậy đó. Có khuyên cũng khuyên không được. Tôi nghĩ anh ấy chỉ nghe lời cô. Cô mau khuyên anh ấy đi. Chúng ta đi thôi. Được. Thiên bỉ kỳ ảo. Cô Chí Hân à, trần trần không nghe tôi khuyên, cậu ấy tự ý ra ngoài rồi. Anh ấy đi đâu rồi? Tôi cũng không biết. Cản cũng không sao cản nổi. Trời ơi, tiêu rồi. Chắc sư huynh đã tới đạo trường Hồng Khẩu.
cậu ấy một mình đi tới đạo trường Hồng Khẩu, không phải muốn tìm cái chết sao? Tôi đuổi theo anh ấy. Đại anh về võ quán kêu người qua đó giúp đỡ, đề phòng bất trắc. Trần Chân, cô tới làm gì? Anh muốn đi đâu? Tới đạo trường Hồng Khẩu cứu Như Mạch. Làm sao để cứu? Lấy cái gì để cứu? Đạo trường Hồng Khẩu canh giới nghiêm ngặt, không thể nào thành công đâu. Tôi còn chưa đi, sao cô biết không thành công? Dù sao anh cũng không được đi. Anh như vậy là chỉ có đường chết thôi. Chị Hưng à, chuyện này không một ai có thể ngăn cản được tôi đâu. Anh không được đi, lỡ như anh không về thì sao? Mười năm trước tôi đã chết một lần rồi, bây giờ tôi lại sống thêm được 10 năm. Để ra đi. Sư huynh. Đại An, anh kêu em đi Đông Giác về Thượng Hải rồi mà. Em không thể để anh tới đạo trường Hồng Khẩu được. Đối với chuyện này, mọi người không cần khuyên nữa. Anh đứng lại. Anh cứ như vậy mà đi, vậy chúng tôi làm sao đây? Chúng tôi đâu thể nào trơ mắt nhìn anh đi mà không làm gì hết. Vì mọi người cần làm bây giờ chính là giúp tôi chăm sóc tốt cho Đồng Giác. Cô Chí Hưng à, chúng ta phải làm sao đi? Đạo trường Hồng Khẩu.
Đánh đủ chưa vậy? Không ngờ cậu dám tới đạo trường hồng khẩu của chúng tôi. Tôi thật khâm phục dũng khí của cậu. Đứa nhỏ đang ở đâu? Đang ở chỗ chúng tôi. Thả đứa nhỏ ra đi. Đạo trường hồng khẩu không phải nơi nói tới là tới, nói đi là đi. Đứa nhỏ không thể thả, cậu cũng không thể đi. Đứng lại. Được. Nếu như các người không nói quy tắc, có phải muốn tôi làm thế nào thì làm không? Nếu như cậu giết chết Thiên Đại thì cậu và đứa nhỏ đó không thể nào rời khỏi đạo trường hồng khẩu. Tôi có thể không giết cô ta, tôi cũng có thể ở lại đi. Nhưng ông phải hứa là tha cho đứa nhỏ đi. Được, ta hứa với cậu. Chỉ cần cậu hứa sẽ ở lại, ta nhất định sẽ tha cho đứa nhỏ đó. Ông bảo đảm tôi không tin đâu. Vậy cậu muốn lấy ai làm bảo đảm? Liễu Sinh Tĩnh Dương. Đạo trường hồng khẩu. Phương cô nương, sư huynh tôi ở trong đó lâu như vậy, có khi nào có chuyện không? Không được, tôi phải đi tìm cục trưởng, coi ông ta có biện pháp gì không. Được. Trần Chân, rốt cuộc là anh muốn tôi giúp chuyện gì? Ở đây có rất là nhiều người đông dương, nhưng mà tôi chỉ nói với anh thôi. Anh có thể giúp tôi đem đứa nhỏ này ra ngoài cửa lớn được không? Chí Hưng đã ở bên ngoài chờ anh. Anh có thể làm được hay không? Làm được. Thank you.
không sao chứ? Không sao. Còn Trần Chân đâu? Xin lỗi cô. Bị sao rồi? Mở cửa, mở cửa đi. Mở cửa. Cô à, mở cửa. Cô à, cô đưa con về nhà được không? Đây, cơm tới rồi. Nè, Đồng Giác, Nhất Mạch à, cả hai đứa đều đói rồi. Mau ăn một chút gì đi, hả? Nhanh lên. Con đợi chú của con về rồi mới ăn à. Chú của con có chuyện phải rời Bắc Bình vài ngày, hả? Đừng có suy nghĩ nhiều. Nè, hai đứa con hãy mau ăn cái này đi, còn nóng đó. Nhất Mạch, con cũng ăn đi. Có phải chú của con bị người Đông Dương bắt đi rồi không? À, không có. Chú của con bản lãnh lớn như vậy, ai có thể bắt được chứ? Bắt không nổi đâu, hả? Thôi đừng có suy nghĩ nhiều nữa, ăn tô hoành thánh còn nóng đi, hả? Nghe lời, ăn đi. Ăn nè. Đi. Diễm Như, khuyên như vậy rồi sao anh còn tới đây? Anh tới để báo tin cho em, Trần Chân đã bị lọt vào tay của bọn người Sa Tô rồi, đang bị giam ở đạo trường Hồng Khẩu. Bọn họ sẽ làm gì Trần Chân? Anh cũng không biết. Cha. Cha. À, Diễm Như à. À, có chuyện gì vậy? Cha, Trần Chân bị người Đông Dương bắt đi rồi, bây giờ đang bị giam trong đạo trường Hồng Khẩu. Mẹ, chú ba. Hả? Nhất Mạch. Mẹ, con ơi. Nhất Mạch, về được là tốt rồi, bị giam lâu như vậy không bị ốm đi, không có ốm nghe. Ôi trời ơi, hữu kinh vô hiểm, hữu kinh vô hiểm mà. Ê, sao Trần Chân không đi chung với con vậy? Anh ấy không tới được. Sao lại không tới được chứ? Anh ấy bị người Đông Dương bắt đi rồi, bị giam ở đạo trường Hồng Khẩu. À, chú đã hiểu rồi. Trần Chân đã dùng tánh mạng của mình để đổi Nhất Mạch về đó. Bản thân của Trần Chân là kẻ bị truy nã, lần này bị lọt vào tay của bọn Đông Dương,
Tính mạng của anh ấy chắc chắn bị đe dọa. Sato tiên sinh, Trần Chân đã nằm trong tay chúng ta, nên xử trí thế nào đây? Muốn xử trí ra sao thì làm như vậy đi. Đem hắn giao về cho cục cảnh sát. Không, Trần Chân là một con bài tốt, nhưng mà là một con bài không thể chỉ định, cần phải phối hợp với những con bài khác thì mới có thể đánh được. Sato tiên sinh quả thật là cao kiến. Muốn giết Trần Chân không phải rất dễ hay sao? Đâu cần phí sức lớn như vậy. Không sai, nhưng đừng quên là chúng ta tới Trung Quốc không phải là để thêm thù. Chúng ta là có đại sự phải làm. Trần Chân chỉ là một thùng thuốc nổ. Dạ. Sato tiên sinh, Thiên Đại tiểu thư đã tới. Đã mấy ngày trôi qua rồi, Hứa Nghiễn Nùng vẫn chưa tới đây. Con cá lớn nhất đã bị câu, con cá thứ hai cũng sắp sửa cắn câu rồi. Không thể chỉ ngồi đợi, cần phải nghĩ cách. Tôi có một nghi vấn, Hứa Nghiễn Nùng có tới hay không? Tới. Lý do là gì? Trần Chân và Hứa Phương hai nhà giao tình rất sâu. Hơn nữa với võ công của Trần Chân, rất tiện cho họ gây dựng chỗ đứng ở Bắc Bình. Cái lý do này còn mơ hồ chưa đầy đủ. Hứa Nghiễn Nùng rất rõ ràng, muốn nhúng tay vào việc của Trần Chân thì phải trả một cái giá. Các người đã bỏ sót một người. Là ai? Lục Đại An, đồng môn sư đệ của Trần Chân. Lục Đại An có bối cảnh rất sâu. Những đơn đặt hàng tiếp theo của Liên Minh Xưởng Sợi đều là do từ bên phía Lục Đại An đưa tới. Cho nên dù Hứa Nghiễn Nùng không lo tới, Lục Đại An cũng nhất quyết không bỏ mặc. Nhưng mấy ngày đã trôi qua, Lục Đại An đang ở Bắc Bình, tại sao không có động tĩnh? Đó là vì chưa có đủ thực lực thôi, họ còn đang do dự. Vậy theo ý của Thiên Đại tiểu thư, tiếp sau đây chúng ta phải làm sao để sử dụng con bài Trần Chân? Phải nghĩ biện pháp đâm vào chỗ đau của Phương gia và Hứa gia. Từ đó Hứa Nghiễn Nùng và Lục Đại An không thể nào bỏ mặc không lo được. Ta biết nên làm thế nào rồi.